Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube HKB Channel của chúng tôi. Ngày hôm nay tôi rất vui mừng được đồng hành cùng các bạn trong một video mới với một cái chủ đề. Trong video này có rất nhiều các nội dung chúng tôi muốn truyền tải đến các bạn. Vì vậy, hãy xem video một cách thật nghiêm túc và đừng tua nhanh. Tôi cam kết với các bạn sẽ làm được những cái điều như tôi đã làm nếu như các bạn chịu khó xem video một cách nghiêm túc và thậm chí không ngại xem đi xem lại nhiều lần. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh YouTube HKB Channel để được cập nhật và xem các cái video mới một cách sớm nhất. Hãy like và share cái video này của chúng tôi cho nhiều người bạn của các bạn được xem. Cảm ơn các bạn. Rồi, chúng ta bắt đầu tiến hành là đi vào việc cài quân cho cái máy tính laptop. Và cụ thể ở đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cài cái bản Windows 10 phiên bản mới nhất hiện đại bây giờ, nó là phiên bản 19.09. Để chúng ta có thể cài được Windows cho cái máy tính thì chúng ta cần phải có những cái công cụ để chúng ta cài đặt. Thì cái công cụ ở đây đó chính là cái bộ đĩa cài đặt. Đối với ngày xưa thì chúng ta dùng bằng đĩa CD, tuy nhiên bây giờ thì đa phần là chúng ta sử dụng bằng USB. Thế thì các bạn phải chuẩn bị được một cái USB. USB làm thành cái USB cài quân. USB này dung lượng yêu cầu chúng ta khoảng chừng 8GB. Tối thiểu là 8GB để chúng ta có thể làm được cái USB này. Và cụ thể cách để làm cái USB cài quân thì mình sẽ có ở một cái dịp để làm một cái video khác hướng dẫn các bạn cụ thể hơn. Hôm nay chúng ta tiến hành cài Win thôi. Chúng ta để cài Win, chúng ta bắt đầu là gắn cái USB này vào cái cổng USB của cái máy và chúng ta khởi động lại cái máy tính. Khi khởi động máy tính lên, đối với máy ở đây là máy Dell thì các bạn có thể là nhấn phím F12 ha. Hầu hết các dòng máy tính Dell, các bạn nhấn phím F12, nó sẽ đều lên cho chúng ta một cái cửa sổ, đó gọi là boot menu, nằm ở trên này. Đấy, các bạn sẽ thấy có chữ boot menu. Và chúng ta dùng mũi tên di chuyển ở trên bàn phím, chúng ta dịch chuyển xuống đến cái dòng, đó là dòng USB boot của chúng ta, và chúng ta enter. Khi chúng ta enter chọn cái thiết bị boot, máy tính sẽ boot vào cái USB đó và bắt đầu quá trình cài đặt. Rồi, máy tính sẽ hiện lên, boot lên và hiện lên được cái bảng như thế này. Các bạn chọn Net và chúng ta chọn Install. Ở đây chúng ta còn một chức năng Repair, cái này là để chúng ta sửa lỗi lại cái bản Windows cũ. Nếu như cái máy của chúng ta nó không may bị lỗi thì chúng ta có thể sửa lỗi lại. Nhưng ở đây chúng ta đang tiến hành cài đặt mới thì chúng ta chọn Install Now. Đó. Và chúng ta chọn đến đây, máy tính hỏi chúng ta là cái bản quyền, cái bản quyền Windows. Thì nếu như trường hợp các bạn có bản quyền, có mua bản quyền thì chúng ta
nhập ngay ở đây. Chúng ta nhập ngay ở đây. Trường hợp nếu như mà chúng ta không muốn nhập ở đây, chúng ta có thể gì, cài ở các phiên bản là trial, chúng ta sẽ chọn là gì, không có, và chúng ta vào Windows sẽ active sau. Thì các bạn chọn vào đây. Rồi, khi chúng ta chọn thì cái bước kế tiếp nó sẽ hiện lên hỏi chúng ta các phiên bản cài đặt của Windows. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ thấy nó có những cái phiên bản, ví dụ như Windows Home, bản 64-bit, tức là x64, hoặc bản Windows 10. Các bạn di chuyển xuống dưới, chúng ta chọn những cái bản phù hợp với cái yêu cầu của chúng ta. Ở đây tôi chọn là bản Windows 10, bản RAW, 64-bit. Và tôi chọn Next. Rồi, chúng ta chọn chấp nhận thông tin về bản quyền của Windows. Rồi, chúng ta chọn Next. Đến đây chúng ta chọn Customize Install. Và đến cái bước này thì hệ thống yêu cầu chúng ta định dạng ổ đĩa hoặc là gì, chia ổ đĩa, chia ổ đĩa cứng. Thì đối với trường hợp máy tính của các bạn cài, nếu như mà đã cài một lần rồi á, có nghĩa là đã cài Windows một lần rồi, thì ở đây chúng ta sẽ thấy hiện ra các phân vùng, hay còn gọi là partition. Tuy nhiên với máy tính này, ở đây là tôi mới thay ổ đĩa cứng, cho nên là nó chỉ hiện lên có một cái dòng duy nhất. Trường hợp nếu như mà gì có nhiều ổ đĩa thì nó sẽ hiện lên nhiều dòng, nhiều phân vùng nó sẽ hiện lên. Các bạn lưu ý một điểm ở đây là trong quá trình cài Win thì khi chúng ta cài hầu hết là gì, dữ liệu ở trên các cái ổ đĩa data sẽ được giữ lại, chúng ta không can thiệp nếu như chúng ta làm đúng. Còn trường hợp chúng ta không cẩn thận thì có thể sẽ làm mất hết dữ liệu, và đặc biệt là trên ổ đĩa C, hay còn gọi là ổ đĩa cài Win, là chắc chắn khi quá trình cài Win diễn ra sẽ xóa toàn bộ dữ liệu ở trên ổ đĩa C cũ đi. Vì vậy các bạn cần phải lưu ý trong quá trình cài đặt Windows, chúng ta cần phải backup toàn bộ lại dữ liệu trên ổ đĩa C. Thì ổ đĩa C bao gồm những phần nào? Thì thứ nhất là ở đây chúng ta có là ngoài màn hình desktop, có nghĩa là tất cả những dữ liệu lưu trữ ở trên màn hình desktop sẽ gì, sẽ thuộc ổ đĩa C. Cái kế đến là trong My Document, đó cũng là thuộc ổ đĩa C. Rồi cái kế đến nữa là ở trong phần download, cũng thường là thuộc ổ đĩa C. Đây là ba cái điểm mà rất người dùng rất hay lưu trữ dữ liệu, như là dữ liệu download trên mạng về, dữ liệu là làm tài liệu chúng ta lưu tiện thì lưu, dữ liệu mà chúng ta làm tài liệu á, như là Word, Excel hay là các bản vẽ thì chúng ta tiện tay, thường cũng rất hay lưu ở ngoài desktop, hoặc có thể chúng ta share trực tiếp ở trong My Document. Đó. Cho nên khi chúng ta bắt đầu cài Win thì chúng ta phải tiến hành backup toàn bộ những cái dữ liệu này ra. Đó là đối với một người sử dụng thông thường. Ngoài ra đối với những khách hàng sử dụng là người ta là dân văn phòng hoặc là những công ty, thì có thể người ta sẽ có những cái phần mềm ứng dụng liên quan đến dữ liệu lưu ở trên ổ C. Ví dụ như là Microsoft Office, Outlook, hoặc là Mail, Outlook. Tất cả những cái này cũng thường được lưu dữ liệu trên ổ C, cho nên khi các bạn cài đặt lại máy sẽ xóa hết toàn bộ dữ liệu này. Thì như ở trong cái video hôm trước tôi hướng dẫn các bạn làm về việc sao lưu và backup
dữ liệu email, tôi cũng đã trình bày cho các bạn cái cách để chúng ta sao lưu. Nếu như bạn nào chưa xem thì vui lòng xem kỹ lại ở video đó. Vì dữ liệu email là một trong những dữ liệu rất quan trọng, cho nên buộc chúng ta phải sao lưu. Ngoài ra, chúng ta có những dữ liệu liên quan ở các phần mềm ứng dụng như là hỗ trợ kê khai thuế, hoặc những phần mềm như là MISA, phần mềm kế toán. Đây là những cái phần mềm, hoặc những phần mềm như là bảo hiểm xã hội, vân vân. Thì đây là những phần mềm ứng dụng văn phòng mà người dân văn phòng sử dụng khá là nhiều, đặc biệt là bộ phận kế toán. Và dữ liệu của những ứng dụng này thì thường lại lưu mặc định trên ổ đĩa C, do là cái đơn vị cài đặt lúc trước người ta thường để ở trên đó. Cho nên là trong quá trình cài, chúng ta phải hỏi rất kỹ về vấn đề dữ liệu này có hay không, và kiểm tra xem là nó như nào để chúng ta có phương án backup. Còn nếu như mà chúng ta tiến hành cài đặt xong chúng ta mới hỏi thì toàn bộ dữ liệu của chúng ta sẽ bị mất và cũng không có cách nào lấy lại được. Lưu ý ở đây là chúng ta chỉ backup lại những dữ liệu của người dùng, chứ còn đối với những chương trình thì chúng ta không backup được. Toàn bộ các chương trình thì chúng ta sẽ phải gì? Phải cài lại. Phải cài lại trong quá trình chúng ta cài Windows, sau khi mà gì đã hoàn thiện thì buộc chúng ta phải cài lại các ứng dụng. Khi cài lại ứng dụng thì chúng ta sẽ phải có bước là gì ạ? Khôi phục lại dữ liệu cũ của khách hàng như nãy tôi vừa trình bày, thì các bạn lưu ý ở trong cái bước đấy. Thế thì tôi quay trở lại ở đây, quá trình cài Win thì đến bước này các bạn có thể nhấn nét. Các bạn có thể nhấn nét. Khi đó hệ thống, nếu như mà khi đó hệ thống máy tính của chúng ta sẽ tiến hành cài đặt ngay, và lúc này toàn bộ ổ đĩa cứng này sẽ được chia ra thành một phân vùng, ổ đĩa C duy nhất. Các bạn cũng có thể là gì ạ? Chọn cái cách là chia ổ đĩa ngay tại đây. Chọn chia ổ đĩa ở đây, tôi sẽ nói ví dụ như thế này, các bạn chọn New, nó sẽ hiện lên cho chúng ta chọn phân vùng và chúng ta có thể chọn đánh cái dung lượng ở đây. Ví dụ tôi chọn là 70.000, tôi upslide thì nó sẽ chia cho tôi là gì? Được phân vùng. Hay còn gọi là partition. Đấy, các bạn sẽ thấy máy tính của chúng ta chia ra được là gì? Một phân vùng, đó là primary key. Cái này tôi sẽ nói ở trong cái phần là gì ạ? Định dạng ổ đĩa trong một cái video khác. Các vấn đề về định dạng ổ đĩa của phân vùng partition. Đây, nó là mặc nhiên, nó là primary key. Và chúng ta có một phân vùng nữa, đó là phân vùng nhỏ bên dưới, với một cái dung lượng nhỏ hơn. Như ở đây của tôi chỉ có 120GB, thì cái dung lượng này nhỏ hơn. Đây, tôi có thể chọn new tiếp và tôi để nguyên, rồi apply. Thì lúc này nó lại tạo ra cho tôi một cái ổ đĩa primary key nữa. Thế thì nếu như trường hợp máy tính của các bạn đã là máy mà cài đặt sẵn rồi, cài đặt một lần rồi, thì khi các bạn lót vào quá trình cài đặt ở đây, các bạn sẽ thấy là gì ạ? Máy tính của chúng ta hiện lên các phân vùng tương tự như thế này. Như vậy khi hiện lên tương tự như thế này thì các bạn cần phải xác định được đâu là phân vùng cài đặt Windows và đâu là phân vùng chia dữ liệu, chứa dữ liệu. Nếu các bạn chọn sai thì toàn bộ dữ liệu của khách hàng sẽ đi mất, và chúng ta khả năng là 99,9% không đền lại được tài liệu cho khách hàng. Các bạn lưu ý, chúng ta không đền lại tài liệu được đâu. Quá trình nếu như mà chúng ta đi khôi phục lại, dùng các phần mềm để khôi phục lại dữ liệu cho khách, thì việc này cũng có rủi ro rất là cao, và thường xác suất thành công chỉ là 50-50. Cho nên chúng ta rất khó để nói chuyện, và đặc biệt là khi đã mất rồi lấy lại, chúng ta phải mất rất nhiều thời gian, thậm chí là không lấy lại được, làm lại thì không được. Lưu ý cái điều đó. Rồi,
Thế thì ở đây tôi chọn phân vùng cài, đó là phân vùng đầu tiên, primary key 67 GB, tôi chọn next. Đến đây quá trình cài Windows bắt đầu diễn ra, nó sẽ thực hiện các bước như là copy file, rồi install file vào. Thì cái thời gian để cài đặt một cái Windows như thế này nhanh hay chậm nó phụ thuộc vào tùy từng máy tính, có những máy cài rất là nhanh nhưng có những máy thì lại mất rất nhiều thời gian. Ví dụ như máy này, nếu như mà gì đang sử dụng ổ SSD thì quá trình cài đặt chắc chỉ diễn ra khoảng chừng là 15 cho đến 30 phút là cùng. Ví dụ như video này tôi đang làm thì cũng không có nhiều cái quá trình bắt đầu từ lúc mà cài, không nhiều. Đấy, thì các bạn vui lòng chờ một chút xíu thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Máy bắt đầu tiến hành cài đặt. Rồi tôi nói tiếp ở cái phần trước, cái bước trước ấy, quá trình mà chia ổ đĩa cứng ấy. Nếu như mà các bạn không chọn là chia ổ đĩa cứng ở trong cái ứng dụng cài đặt Windows này, các bạn chọn Next luôn, thì ứng dụng cài đặt Windows cũng sẽ gì ạ? Windows cũng tạo ra cho chúng ta một cái ổ đĩa cứng, một cái phân vùng. Windows cũng sẽ tạo cho chúng ta một cái phân vùng partition, đó là ổ đĩa C. Và khi chúng ta cài đặt xong, nếu như mà chọn cái phương án là gì lấy luôn, thì chúng ta phải vào trong Windows để chúng ta dùng các ứng dụng chia ổ đĩa hoặc sử dụng ngay ứng dụng là gì ạ, của Windows để chúng ta chia thêm phân vùng lưu trữ dữ liệu cho khách hàng. Đấy, thì đấy là cái việc mà chúng ta có thể là gì chia ngay ở ngoài quá trình cài Win, hoặc chờ cho đến gì cài Win xong rồi chúng ta mới chia. Thì cái việc này là tùy theo các bạn. Vậy công việc cài Win ở đây tôi nói là cài trên cái ứng dụng Windows là 10, cài trên ứng dụng Windows 10. Thì chúng ta làm theo cái thao tác như thế này. Vậy những ứng dụng Windows khác như Windows 7, Windows 8 thì sao? Thì các bạn lưu ý quá trình chuẩn bị để cài Win chúng ta cũng vẫn làm tương tự như cái này, như Windows 10. Chúng ta cũng cần có một cái USB cài Win. Và các thao tác trong quá trình cài Win thì cũng sẽ tương tự, không có gì khác. Cái cốt lõi ở đây là chúng ta chịu khó dịch cái từ tiếng Anh ra để chúng ta hiểu trong quá trình cài Win. Và khi các bạn đã hiểu được cái vấn đề mấu chốt, cốt lõi của nó rồi, thì các bạn sẽ cài được hầu hết trên tất cả các bản Windows. Như vậy tôi hướng dẫn các bạn làm một bản Windows, chúng ta có thể cài được nhiều bản Windows. Cái quan trọng nhất ở đây đó là chúng ta chuẩn bị được cái công cụ để chúng ta cài đặt mà thôi, chứ còn các thao tác cài đặt giống nhau hết, không có gì khó. Vì vậy các bạn làm hoặc các bạn xem video thì các bạn phải xem thật kỹ và gì chúng ta học một cái cách cài thôi, và những cái khác chúng ta làm tương tự, chứ chúng ta không thể nào mà đi gọi là học step by step trên từng cái ứng dụng được, bởi vì thời gian để làm những video như vậy nó mất quá nhiều thời gian. Rồi quá trình cài đặt, setup, chép file và bung file ra đã xong, các bạn chọn là reset và chúng ta rút USB ra. Chúng ta rút USB này ra. Để cho máy tự khởi động lên vào cái ổ đĩa của mình. Đó, thì đối với máy tính khi chúng ta sử dụng ổ SSD thì cái hiệu suất của máy nó tăng lên khá là nhanh. Thường như tôi cảm thấy thì nó phải tăng lên và đo lường thì nó tăng lên khoảng chừng là 20% hiệu suất về quá trình cài đặt. Nó chạy nhanh hơn đấy, nhanh hơn khoảng 20% so với lại gì chúng ta sử dụng ổ đĩa cứng cơ, cho nên quá trình cài đặt cũng rất là nhanh, không mất quá nhiều thời gian đâu.
Đó, nó hỏi chúng ta chọn về cái ngôn ngữ, các cái ngôn ngữ và bắt đầu để chúng ta ứng dụng, thì chúng ta sẽ chọn thời điểm ha. Đây là quốc gia thì bạn chọn quốc gia thì bạn. Đúng ạ, đúng rồi ha. Chọn vùng quốc gia. Đây, các bạn có thể chọn là Việt Nam ha. Còn không thì các bạn chọn next, không sao, rồi chúng ta chỉnh sau cũng được. Rồi, nó hỏi chúng ta là chọn về cái kiểu gõ ngôn ngữ mặc định cho cái máy này, chúng ta chọn là US. À, nó chọn cái keyboard phụ à, skip đi. Rồi, quá trình kết nối mạng ở đây các bạn chọn skip luôn nhé cho nhanh. Rồi, chúng ta tiếp tục đánh username. Đó, các bạn nhập username cho cái máy này. À, nó hỏi password. Thì đến bước này các bạn có thể đặt password để đăng nhập cho gì, cho Windows. À, khi mà chúng ta đăng nhập vào máy tính nó sẽ hỏi chúng ta password, chúng ta muốn thì chúng ta đặt, còn không chúng ta chọn next luôn. Sau này chúng ta vào Windows chúng ta vẫn có quyền set lại cái việc này. À, không sao cả. Rồi, chọn yes, accept luôn. Đó, thì như vậy là gì? Tôi đã hoàn thành xong cái việc cài Windows ha. Chỉ trong vòng có khoảng chừng là 10 15 phút là đã hướng dẫn xong các bạn cài được cái bản Windows 10 và cho cái máy tính của mình rồi. Rất là nhanh. Đó. Quá trình cài đặt Windows đã xong. Và máy tính của chúng ta đã vào được màn hình Windows một cách bình thường. Như vậy tôi nhắc lại, việc cài đặt Windows à, thực sự rất là dễ và đơn giản, không có gì khó. À, cái khó ở đây là chúng ta phải chuẩn bị được các công cụ để chúng ta làm, còn quá trình thao tác làm thì không khó. À, mất nhiều thời gian. Và cái khó ở đây nữa đó là gì ạ? Khi chúng ta cài, chúng ta cần phải backup lại dữ liệu hoặc những kỹ năng để xử lý tình huống trong quá trình cài đặt và cài thêm các ứng dụng văn phòng hoặc là các ứng dụng liên quan như là máy in, share dữ liệu, kết nối mạng LAN. Đấy, ví dụ như thế thì những cái đấy nó sẽ phức tạp hơn và tôi sẽ có những cái video kế tiếp để làm về vấn đề này. À, còn việc hướng dẫn cài Win thì hôm nay tôi sẽ kết thúc ở đây. Chào tạm biệt các bạn. À, các bạn nhớ nếu thấy video của tôi có ích và hữu ích cho các bạn thì các bạn vui lòng hãy share cái video này cho nhiều người khác được xem hơn, được biết đến cái video này hơn để gì? Để người ta cũng có thể làm được những việc như mà gì các bạn đã làm. À, đó. À, đây là cái việc mà gì vào xem cái trình điều khiển. Thì đối với Win 10, quá trình các bạn cài xong thì gần như là gì nó sẽ đầy đủ hết, không có thiếu cái gì. À, và ở đây chúng ta đang thiếu hai cái driver, à, hai driver thiếu, nó đang báo dấu một chấm than. À, thì cái này là driver nhận bị thiếu. À, à.